Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cài đặt được một chiếc camera iMount vào tài khoản và điện thoại của mình. Thì tất cả những hàng camera iMount của Dahua thì mình đều cài giống nhau. Và bây giờ mình sẽ cài đại diện một con, đây là con Ranger 2. Đây là một con camera quay 360 độ. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy điện thoại mình ra, bật nó lên và các bạn vào phần mềm để tải. Như điện thoại iPhone thì nó thường nó sẽ vào phần mềm App Store này, còn Android thì các bạn có thể vào CS Play để tải. Thì mình sẽ ấn vào đây và ấn vào chữ tìm kiếm này, đây cái hình cái kính nhỏ nhỏ, và ấn vào đấy. Sau đấy nó sẽ ra dòng tin ở trên này, các bạn viết chữ iMount vào đây, imou, ấn tìm kiếm. Thế đây các bạn có thể nhìn thấy là chữ đây iMount Lite này, và cái biểu tượng của nó là hình chữ U đây. Các bạn sẽ ấn nhận và đợi một vài phút nó sẽ tải về, tùy theo quá trình cái đường truyền của các bạn. Đó, và khi tải xong thì nó sẽ có chữ mở này, các bạn có thể ấn luôn vào chữ mở này hoặc là trở về, ấn trở về hoàn toàn. Và ở trong điện thoại của bạn sẽ thấy cái ứng dụng iMount của nó, các bạn ấn vào đấy, ấn chấp nhận, ấn cho phép, ấn cho phép. Và bây giờ mình sẽ cài đặt. Để cài đặt thì đầu tiên các bạn phải cấp nguồn cho cái camera. Thì các bạn một đầu sẽ cắm vào nguồn điện và một đầu sẽ cắm vào đuôi cái camera này. Đấy. Và có thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì các bạn cứ để đây, lát nữa mình sẽ cho vào sau. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó đó. Và khi cấp nguồn xong các bạn sẽ thấy cái đèn đỏ ở trên cái camera này. Và bây giờ mình bắt đầu đăng nhập. Ở đây mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại. Đây các bạn ấn vào phần đăng ký ấy. Việt Nam nó chọn rồi, mình ấn tiếp theo. Ở đây bạn sẽ ấn số điện thoại của bạn vào. 96. Mật khẩu. Mật khẩu ở đây thì các bạn lưu ý là nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường, và phải có ít nhất là từ 8 đến 32 ký tự bao gồm chữ số và chữ cái ký tự đặc biệt. Thì ở đây mình sẽ lập là con mắt thứ 3.com đi. Chữ C đầu tiên mình sẽ viết hoa. Sau khi viết mật khẩu xong, các bạn để ý đây sẽ có chữ tôi đã đọc ấy. Bạn ấn vào đấy, tích vào đấy và ấn phần tiếp theo. Sau đó nó sẽ gửi cho bạn một mã xác thực. Như đây, cái SIM điện thoại đấy mình đang để ở đây. Và mã xác thực của nó sẽ là 349543. Mình sẽ nhập vào đây. Sau khi nhập xong các bạn ấn tiếp theo. Đó, như vậy là bạn đã đăng ký thành công. Và bạn ấn tham gia. Và bây giờ mình sẽ cài đặt chiếc camera Ranger 2 này vào cái điện thoại này để mình xem trực tiếp, cũng như quản lý cái camera của mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái dấu cộng ở trên góc màn hình này, mình ấn vào dấu cộng và ấn OK. Và bạn lấy cái camera của mình ra, ở dưới đáy cái camera nó sẽ có một cái mã QR hình vuông ấy. Các bạn hướng cái camera vào đấy. Nó quét rất là nhanh thôi các bạn. Đấy. Và mình đã nhìn thấy cái camera của mình đang cài đặt, nó đã xuất hiện ở trên màn hình điện thoại của bạn. Sau đó các bạn ấn tiếp theo.
Ok, và ấn tiếp theo tiếp. Và bây giờ nó sẽ đòi hỏi mật khẩu Wi-Fi. Thì mật khẩu Wi-Fi đây chính là mật khẩu Wi-Fi của nhà bạn. Bạn hãy bật điện thoại của mình lên và bật Wi-Fi của nhà bạn lên để kết nối với cái camera này. Thì mật khẩu Wi-Fi của mình đang là 165. Ấn lưu mật khẩu. Đó, các bạn tích vào đây. Ấn tiếp theo. Nó hỏi đèn báo nhấp nháy màu xanh đang nháy chậm. Thì các bạn có thể nhìn thấy camera đèn báo nhấp nháy màu xanh đang nháy chậm này. Các bạn ấn tích vào đây. Tích vào hình tròn này. Xong ấn tiếp theo. Sau đó nó sẽ yêu cầu tăng âm lượng của điện thoại để kết nối với cái camera này. Thì các bạn có thể bật tăng âm lượng lên. Nó sẽ kêu chít chít như chuột đấy. Rồi bạn hướng cái điện thoại của mình vào chiếc camera. Đó. Như vậy là nó đã kết nối với cái điện thoại của mình. Và mình tiếp tục chờ đợi trong khoảng 53 giây đây để nó kết nối. Và như vậy là nó đã kết nối thành công chiếc điện thoại với chiếc camera này với nhau. Và bây giờ mình có thể hoàn toàn điều khiển. Bây giờ mình ấn xong. Đây nó có hỏi bạn muốn kích hoạt lưu trữ đám mây trong vòng 7 ngày không? Thì bình thường mình sẽ để sau. Vì mình lưu vào thẻ nhớ rồi. Đó. Và bạn đã thấy cái camera. Bây giờ ấn vào đây để nó play. Đấy, các bạn có thể thấy. Cái này mình có thể ấn nâng cấp hoặc là để sau nhé. Cái này mình cứ để sau cũng được. Hoặc nâng cấp luôn lên phần mềm phiên bản mới cho nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy. Và bây giờ mình sẽ cho cái thẻ nhớ vào cái camera này và điều khiển và để nó lưu trữ được cái video của mình. Và các bạn có thể để ý rằng ở cái con camera thì thường con nào cũng sẽ có thẻ nhớ để cắm. Ở cái con Ranger 2 này nó sẽ ở dưới này. Bạn có thể lấy ngón tay cái đặt vào cái mắt camera và đẩy nó lên. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây có cái khe cắm thẻ nhớ này. Và ở đây nhá, nó có cái hình thẻ nhớ rất là nhỏ, các bạn có thể nhìn thấy. Và các bạn để ý rằng nó có khuyết. Nó có một điểm khuyết như trên cái thẻ nhớ này. Thì thẻ nhớ này điểm khuyết của nó ở đâu thì mình sẽ đặt y như hình đấy và mình đẩy nó vào là được. Đấy, kêu tách phát là được các bạn. Và mình sẽ kéo xuống. Xin chào các bạn. Đó, các bạn thấy cái camera nó quay rất là nét, khá là tốt đấy các bạn. Nó là phiên bản 1080p, nghĩa là phiên bản Full HD. Thì hình ảnh nó sẽ rất là nét cả ngày lẫn đêm. Và sau khi cài thẻ nhớ xong thì một điều khá là quan trọng để mình kiểm tra được cái thẻ nhớ của mình đã hoạt động hay chưa, để sau này có việc gì xảy ra mình có thể xem lại được cái camera cũng như xem lại được video cũ của mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt này. Đây có nút cài đặt góc màn hình đấy, các bạn ấn vào đấy. Các bạn kéo xuống cái phần tình trạng lưu trữ cục bộ này các bạn. Đó. Bạn thấy chữ bình thường không? Các bạn ấn vào đấy. Đấy, các bạn có thể thấy cái thẻ nhớ của mình đã cài đặt. Thì các bạn ấn vào cái ấn ngay vào cái hình vàng vàng này thôi, các bạn ấn vào đấy. Sau đó các bạn ấn lại chữ định dạng bộ nhớ, các bạn ấn định dạng lại bộ nhớ, ấn định dạng. Và để một lúc để nó có thể định dạng được cái bộ nhớ của bạn hoàn toàn. Cấu hình với cái cam cho nó thành công. Ok, vậy là nó đã định dạng xong. Bây giờ nó đã có thể ghi hình và lưu những hình ảnh bình thường cho các bạn. Và để xem lại lịch sử của cái camera iMount này, các bạn có thể ấn vào chữ xem lại lịch sử ở đây. Và vì mình lưu
tất cả những video trên thẻ nhớ. Vậy nên mình sẽ ấn vào cái hình thẻ nhớ này. Cái hình thẻ nhớ bên cạnh các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Vậy là mình đã có một chút lịch sử đây. Lịch sử màu vàng ấy. Chỗ nào mà có lịch sử nó sẽ hiện lại cho bạn. Vì mình đang lưu theo chuyển động. Chỉ những video mà có chuyển động nó sẽ lưu và ghi lại. Còn những khi nào mà không có chuyển động thì nó cũng có thể nó không lưu luôn. Và các bạn có thể cài đặt được, nó sẽ lưu 24/24 hoặc là cài đặt theo chuyển động. Bình thường thì mình sẽ cài đặt theo chuyển động, bởi vì khi nào mình tìm camera nó sẽ dễ hơn. Đó, các bạn có thể ấn vào đây. Các bạn kéo thả nhé. Mình muốn xem ở chỗ nào thì mình ấn vào đấy, xong mình giữ, mình kéo thả. Đó. Như vậy là nó đã đang phát lại lịch sử đấy các bạn. Các bạn có thể thấy tiếng. Nếu bật ấn loa lên. Ok, vậy là nó đã định dạng xong. Đó, bây giờ các bạn có thể thấy. Đó là lịch sử lúc nãy. Ok. Như vậy là mình đã cài đặt thành công cái camera iMount. Và tất cả những camera đều cài đặt như vậy. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở dưới cái video này. Mình sẽ trực tiếp trả lời các bạn đến khi nào các bạn rõ và hiểu nhất thì thôi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Và bây giờ mình sẽ vào lịch sử để xem bản ghi. Đây lịch sử, các bạn có thể ấn vào hình thẻ nhớ này nhé. Vì mình lưu ở trên thẻ nhớ mà. Mình sẽ ấn vào hình thẻ nhớ. Hiện tại thì chưa có bản ghi nào, bởi vì mình đã mới lắp thẻ mà. Đây các bạn có thể vào phần cài đặt để xem thẻ nhớ của mình đã được kích hoạt chưa ấy. Các bạn vào phần tình trạng lưu trữ cục bộ.